Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, trong nhà Phật có câu, muốn biết quá khứ đã gieo nhân gì thì hãy xem hiện tại đang hưởng được quả gì. Những người có vận mệnh tốt đẹp thường gặp quý nhân che chở, đó là dấu hiệu của người này kiếp trước đã làm nhiều việc thiện. Ngoài ra, còn có 8 dấu hiệu khác cho thấy kiếp trước người đó có nhân duyên với nhà Phật, biết tu tâm dưỡng tính theo lời Phật dạy, nên kiếp này nhất định sẽ nhận được phúc báo. Dù không sớm thì muộn, cuộc sống của người này không thể vất vả, đau khổ được. 8 dấu hiệu kiếp trước là con Đức Phật, kiếp này nhất định nhận phúc báo. Con Đức Phật còn được gọi là Phật tử. Từ này được chỉ cho những người đã quy y theo đạo Phật, suốt đời nương tựa theo những lời dạy của Phật để tu sửa bản thân và làm lành lánh dữ. Vì thế nếu kiếp trước người đó là Phật tử và có tích lũy phước báo thì kiếp này bạn sẽ nhận diện ra được thông qua 8 dấu hiệu sau. 1. Đi đâu cũng được quý mến, có nhiều bạn bè bên cạnh. Không phải ai cũng có thể tạo thiện cảm đối với tất cả mọi người. Chỉ những người có phúc lớn mới có nhiều bạn bè tốt với họ. Khi bạn gặp khó khăn, sẽ không ít người sẵn sàng ra tay tương trợ bạn. Khi bạn thành công, không ít người vui vẻ chúc mừng. Trời ban cho bạn một khí chất khiến ai cũng cảm thấy yêu quý và tôn trọng. Họ muốn kết giao và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Bởi vì bên cạnh bạn, họ sẽ cảm thấy vui vẻ, an lành từ năng lượng tốt ở bạn. 2. Tin sâu vào nhân quả. Đây là điểm quan trọng đối với người có phúc báo. Người tin vào nhân quả sẽ sống lương thiện và hành xử đúng với đạo trời. Họ làm như thế càng tích thêm đức cho bản thân mà được phúc dày lộc lớn. Nếu có đặc điểm này, bạn chắc chắn là người có phúc. Con cái, cha mẹ hay bạn bè của bạn nhờ đó sẽ được hưởng may mắn. Nhưng để phúc đó được bền, bạn càng phải sống tốt hơn, sống lương thiện, chân thật và khoan dung. Đừng bao giờ vì lý do gì mà đánh mất lòng tin này. 3. Luôn tai qua nạn khỏi. Nhiều lúc nhẽ ra bạn sẽ bị một hạn nặng nào đó, nhưng không hiểu vì sao những người khác bị còn bạn thì không. Ví dụ như trong một vụ tai nạn tập thể, nhiều người bị thương hoặc mất mạng, nhưng bạn không hề hấn gì dù đi trên cùng chuyến xe. Hay có dịch bệnh gần như ai cũng mắc, bạn lại không làm sao. Điều này rất có thể do bạn có nhiều phước đức nên được Đức Phật bảo hộ. 4. Đem lại điều may mắn cho người khác. Nếu nhiều người được hưởng may từ bạn, chứng tỏ bạn là người rất có phúc. Ví dụ như, khi đi chợ, một hàng quán đang ế, bạn vừa xả vào có ý định mua gì đó, thì rất nhiều người khách khác ùa tới. Như vậy là bạn đã mang chút phúc của mình cho người chủ đó hưởng. Ai đó đang kém may, giao du với bạn và đổi vận, người đó được hưởng phúc từ bạn lây sang. Rất có thể, vì kiếp trước bạn đã sống quá tử tế, lương thiện, mà kiếp này phúc khí của bạn lớn và lan tỏa được cho mọi thứ xung quanh. 5. Càng khó khăn, bạn càng tỉnh táo, mạnh mẽ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn của ai đó, vì thế có những nghịch cảnh xảy đến với nhiều người để thử thách bản lĩnh của họ. Cũng cùng một sự việc như nhau, nhưng người kiếp trước là con Phật thì họ lại có sức mạnh nội tâm. Họ nhìn thấu được vấn đề để tỉnh táo, tìm cách vượt qua với tinh thần vững chãi. Còn đối với người không có tu tập, họ sẽ hoảng loạn, chán nản và gục ngã trước thử thách đó. Đây là sự khác biệt lớn mà khi nhìn vào, bạn có thể biết được kiếp trước mình hoặc người khác có sự tu dưỡng hay không. 6. Luôn có những dự cảm không giống với người khác. Bạn luôn có những dự cảm bất thường. Giác quan thứ 6 của bạn hoạt động mạnh mẽ. Bạn có thể cảm nhận chính xác điều gì tốt hoặc xấu. Sự tinh tế này một phần là do trải nghiệm, sự rèn luyện của bạn trong quá trình trưởng thành. Nhưng phần lớn là do bạn có nhiều phước đức nên trí tuệ bên trong phát sáng, có thể cảm nhận được những điều mà người khác không thể làm được. 7. Có những nét tướng khác biệt từ xưa đến nay. Ông bà ta vẫn tâm niệm, tâm sinh tướng. Lời dạy này quả là không sai
khi vận dụng với những ai từ tiền kiếp đã là người lương thiện, tín tâm, tu tập, được Đức Phật soi sáng. Người có căn tu ngay ở khí chất, hình dáng, lời nói, bước tiến đều tỏa ra ánh hào quang, sự thanh tịnh mà chỉ khi tâm trong sáng mới có được. Sau đây là những nét tướng của người có căn tu ở kiếp trước. 1. Đường chỉ tay cong xuống như hình chỉ C. Người có chỉ tay, trí tuệ cong xuống như hình chỉ C được xem là tín hiệu để nhận ra ở kiếp trước hướng tâm theo Phật. Chữ C này càng cong chứng tỏ kiếp trước tu rất nhiều và tinh tấn nên để lại phần phước cho kiếp này. Bàn tay đặc biệt quan trọng này thường thấy ở những người tu hành, những sư thầy. Người có đường chỉ tay hình chữ C thường có tâm tính tốt, chứa chan tình yêu thương với vạn vật của đời sống. Họ luôn biết chăm sóc, lo nghĩ và giúp sức bất kỳ ai xung quanh mà chẳng hề giám sát hay yêu cầu báo đáp cho mình. Đó là cách mà những người có căn tu làm tâm mình thêm thanh tịnh, ươm mầm cho đời nhiều nghiệp thiện hơn. 2. Gương mặt toát lên sắc khí tốt. Khuôn mặt người có căn tu luôn toát lên một sắc khí tốt đẹp, tỏa ánh hào quang. Với ánh nhìn trìu mến, khuôn mặt phúc hậu, miệng cười rạng rỡ như nắng mai, những người này đứng dưới cửa Phật sẽ trở nên người sáng hơn khi nào hết. Người có căn tu thường sẽ có một gạch đứng ở giữa trán, được xem như khai thiên nhãn trong Phật giáo. Điều này có nghĩa là mở ra một mắt trời, con mắt nhìn thấu bụi trần để gạt bỏ ra trong đời sống. Do vậy mà khi đứng cạnh những ai có căn tu, ta thường thấy được sự nhẹ nhõm, an yên. 3. Có ấn đường cao và nổi hẳn lên. Nếu chú ý, bạn sẽ thấy những người có ấn đường cao và nổi hẳn lên trên thường sống ngay thật tốt bụng, gặp chuyện chẳng may sẽ ra tay tương hỗ. Đó chính là biểu lộ của việc người đó có căn nguyên, có duyên với Phật Pháp, tâm luôn hướng việc thiện. Họ có tính thẳng thật, tâm lại hướng thiện. Những người này thường có con đường, sự nghiệp rộng mở, trong việc làm dễ được thăng quan tiến chức. 4. Nốt ruồi ở giữa trán. Giống như việc có gạch đứng ở chính tâm trán, ở những người có nốt ruồi ở giữa trán cũng như vậy. Họ là những người nhìn thấu cái tầm thường của vinh quang ở đời, biết tinh lọc để sống thanh thản, an nhàn. Người có nốt ruồi giữa trán từ nhỏ đã biết làm việc thiện, nói lời thiện. Những người này ăn nói nhẹ nhàng, trầm tĩnh, nhưng khi cần luôn sẵn sàng đứng lên để bảo vệ kẻ yếu. Dái tai to. Xem dáng tai để biết được một ai đó có tốt hay không là cách mà ông bà khi xưa vẫn hay làm khi gặp ai đó. Tai mà cụp vào, dái tai nhỏ thường mang bụng dạ hẹp hòi, tiểu nhân. Trái lại, người có dái tai to và lê dài xuống thì tâm tính tốt bụng, lòng dạ hướng Phật. Những ai có dáng tai to, chiếu xuống thường được xem trọng và vẫn hay được nhận xét là tu mấy đời mới có được, là người có phúc phần. Khi chiếm hữu đặc thù hình dáng này, người đó mặc dầu làm gì cũng hanh thông, có cát nhân thiên tướng phù hộ, thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, họ không có lòng ham muốn tình yêu đương lứa đôi, kết hôn, lập mái ấm gia đình, mà chỉ muốn hướng Phật tu tâm. Bàn tay mềm mại. Thông qua bàn tay, người ta hoàn toàn có thể nhìn ra tướng số, tâm tính của một người. Tay mà tròn trịa, mềm mịn, tức là có tâm tốt, luôn làm việc thiện. Họ sống hướng thiện, luôn làm việc tốt, biết bao dung và tha thứ lỗi lầm cho người khác, chẳng khi nào để bụng, chấp nhặt với bất kể ai. Người có giọng nói ấm áp nhưng vang vọng truyền cảm. Giọng nói cũng là một góc nhìn nhận để đánh giá một ai đó. Bởi vậy, những người nói ấm cúng nhưng vang vọng, truyền cảm cũng thường có phần phúc, căn tu từ kiếp trước. Những người có giọng nói ấm cúng nhưng vang vọng, truyền cảm thường sống thiện tích đức. Họ luôn có khuynh hướng sống đúng với tâm mình, không bì tị, ghét bỏ bất kể ai, sẵn sàng chuẩn bị tương hỗ người gặp nguy, đứng lên vì lẽ phải. 8. Thích lui đến chùa chiền, học kinh sách rất mau thuộc. Những người đã gieo duyên với Đức Phật ở kiếp trước thì kiếp này những tàn thức đó vẫn còn lưu lại, không cần ai chỉ dẫn nhiều. Người này luôn thích lui tới chùa chiền để làm công quả, lễ bái Phật, đọc tụng kinh điển.
họ tiếp thu những lời giảng dạy từ các sư thầy rất nhanh và học thuộc kinh rất nhạy. Bởi lẽ kiếp trước họ đã làm nhiều như thế rồi, nên kiếp này cũng như đang ôn lại. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp sự kỳ diệu này ở một số trẻ nhỏ. Có những đứa trẻ ở nhà thì quấy khóc, không chịu học hành. Khi cha mẹ đưa vô chùa thì cười toe toét, nghe kinh thì nhớ và đọc theo. Đó là dấu hiệu cho thấy họ là con Phật ở kiếp trước. Bạn thân mến, ca dao có câu: con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa thì quét lá đa. Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống đều có nguyên nhân. Đôi khi bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấu những gì diễn ra trong quá khứ. Nếu như bạn có những dấu hiệu trên, hãy cố gắng tu tập và phát huy hơn nữa để hồng phúc này sẽ theo bạn suốt đời nhé. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.